Anh em đang sợ đồng đội chê khi không có skin súng xịn, hay sợ người yêu đá khi không có skin súng level cao? Đừng lo chuyện đó, hãy đến ngay với shoplaogio.vn. Chỉ với 100k có ngay một ạc có skin súng nâng cấp level cao. Đặc biệt, có cơ hội nhận miễn phí ạc cực VIP khi tham gia mini game trên kênh Lão Gió mỗi tuần. Còn chần chừ gì nữa, ghé shop luôn nào. Link shop ở bên dưới phần mô tả nhé. Yo, xin chào tất cả những người bạn có mặt trên kênh của mình. Mình là Lão Gió đây. Đến với video ngày hôm nay của chúng ta thì sẽ là một thử thách đến từ một bạn có tên là Vũ Hà. Thử thách dùng skin liên quan tới băng hỏa lấy top 1, ví dụ như là skin M60 và Spartan 12 hay là Vector. Thử thách này thì mình đã quay ra ở tuần trước nha các bạn. Có địch luôn kìa. Còn về cái mini game thứ 7 tuần trước ấy, thì đáng ra là hôm qua thứ hai là mình đã ra video tổng kết rồi. Nhưng mà các bạn biết sao không? Mình đang đi làm video thì cái điện nó cục cái rục luôn các bạn. Thế là tận 6 giờ nó mới có. Mà 6 giờ làm thì đăng lên lại muộn quá, nên là hôm qua mình quyết định là mình nghỉ một hôm. Cái này là do yếu tố gọi là hy hữu đấy nha các bạn, chứ mình cũng không muốn nghỉ đâu. Tại vì mình là con người chăm chỉ mà các bạn, làm sao mà bỏ video được đấy. Vậy nên là hôm nay thì mình sẽ tổng kết vào cuối video nha các bạn. Thực ra là hôm qua hay là hôm nay tổng kết thì nó cũng như nhau thôi mà. Kết quả thì nó cũng đâu có thay đổi được đâu các bạn. Tại vì là mình dựa theo kết quả sổ số miền Bắc mà, nên đâm ra là ai comment trúng là trúng thôi. Và mình chỉ tính những cái comment nào mà comment trước giờ ra sổ số thôi nha các bạn. Còn những cái comment mà ra kết quả rồi xong rồi comment thì mình sẽ không tính nhá. Cái này thì mình có nói rõ rồi. Còn nếu như mà các bạn mà xui xui mà không trúng ấy, thì thứ 7 tuần sau thì các bạn lại tham gia lại. Tại vì tuần nào mình cũng sẽ có mini game nha các bạn. Cứ thứ 7 hàng tuần và lúc 6:30 tối sẽ có nha. Bên này có người này các bạn ơi. Từ từ để mình tiếp cận gần gần lại xíu nha. Đấy, đang chạy trong nhà kìa. Dùng vector đôi mà. Tầm gần thì không có ngại, nhưng mà chỉ có ngại tầm xa thôi. Rồi, lượm liền. Hiện tại thì mình đang dùng combo vector trước. Còn một cái combo mà bạn ấy cũng comment cho mình là Spartan 12 với lại M60. Thì cái combo đấy phải chờ các bạn. Nếu như mà lát nữa có thì mình sẽ đổi, mình bắn cho các bạn xem. Còn nếu như không có thì phải chấp nhận thôi các bạn ơi. Tại vì cái cây Spartan 12 bây giờ nó không hề dễ kiếm một tí nào. Thanh niên kia hình như là biết mình cầm... À không, vẫn công mình kìa các bạn. Mình tưởng là bạn ấy sợ mình cầm vector đôi cơ. Nhưng mà không, vẫn công mình đều. Hóa ngộ không rồi. Anh chàng này sử dụng nhân vật ngộ không hơi sớm. Ôi dồi ôi, dính luôn kìa các bạn ơi. Đảo đảo thế nào là dính luôn chai lựu của mình. Thế này thì cứ ẩu không chưa lị. Bum. À, lần này thì né được. Hay đấy. Đây rồi, công vào rồi. Ê, hai người cơ à? Càng nghĩ sao? Về từ từ nha. Có hai thanh niên lận, nên là mình sẽ tạm lùi phía sau một tí nhá. Hai bạn ấy không gặp nhau à? Ơ, rõ ràng là mình thấy một bạn là chạy về hướng bên phía bên mấy cái thùng chỗ này, một bạn là chạy từ phía cái trước, mà thế mà hai bạn lại không gặp nhau ta. Áo ma ấy. Ôi là trời. Ok, còn ném máy quét nữa hình như bên này này các bạn ơi. Đây rồi. Thanh niên này cầm MP40 mãng xà các bạn. Cười thôi không vượt. Nhưng mà làm sao mà ăn lại vector đôi của mình được. Mình hai cây lận mà bạn ấy có một cây, sao mà đỡ được. Vẫn còn một thanh niên nữa nha. Từ từ đã, mình chưa biết vị trí của thanh niên đâu, nên là cũng không có vội được. À đây luôn rồi. Chạy đi động. Nào, làm sao. Ui dồi ôi. Một bạn nữ các bạn à. Đặt keo màu hồng luôn cơ mà. Đảo này. Lee baby. Hơi tiếc là phải kêu một bạn nữ các bạn. Nhưng mà cuộc chiến này nó sinh tồn mà. Ê, anh trai yêu anh trai. Ui, các bạn có vừa thấy cái thanh niên ấy làm gì không? Chạy đi đâu anh trai? Cái bạn này combo one shot đặt keo phải gọi là cực kỳ nhanh luôn các bạn. Vừa thấy kéo cái súng lên cái là đặt keo liền. Ra ham hàn. Không biết là có ngồi cái lúc mà đặt keo không. Nếu mà thêm cái pha mà gọi là ngồi lúc đặt keo nữa là đủ combo gọi là kỹ năng cao nhất trong game Free Fire luôn các bạn. One shot xong đặt keo xong ngồi xuống. Đấy, chuẩn bài mấy thanh niên mà hay đi solo luôn. Mà kể ra thì bây giờ one shot nó đâu còn mạnh như ngày xưa nữa đâu các bạn. Bây giờ thì có nhân vật tăng máu rồi, kỹ năng tăng máu rồi, mũ giáp các kiểu này, xong rồi lại còn giảm đam khi mà bị headshot. Đấy, nên là cái việc one shot được bây giờ một viên nó khó lắm các bạn.
Đấy là còn chưa kể là bây giờ có nhiều nhân vật khắc chế, chẳng hạn như là Sonia này, Ngộ Không này, hay là con mà mình đang dùng là Orion này đấy, làm sao mà hạ sát ngay được, nó không như ngày xưa nha. Bây giờ cái cách bắn mà mình thấy cảm giác ok nhất ấy thì chỉ có vuốt tâm thôi. Tại vì chúng ta cứ bắn vào người, chúng ta kéo lên đầu. Nếu như mà hên hên thì nó lên đầu thì ngon, còn nó không lên đầu thì ít nhất thì chúng ta cũng gây nam được vào người. Đại loại là chúng ta sẽ chơi được kiểu bắn bền đó, chứ không có phải bắn sốc như ngày xưa kiểu bắn sót nữa. Bên này có địch đấy các bạn ơi. Đấy đấy đấy. Đấy, các bạn thấy không? Đâu cần phải one shot làm gì cho nó mệt. Đấy, chỉ cần cứ dí thẳng vào người thôi, còn kéo lên nó lên thì lên, mà nó không lên thì thôi. Với cả là hôm nay cái độ nhạy mà mình đang sử dụng ấy, nó không dành cho cây vector, nên đâm ra là nãy giờ các bạn thấy mình kéo cũng muốn gãy cái tay rồi, nhưng mà nó không hề lên đầu. Nó không như kiểu ngày xưa các bạn. Ngày xưa là các bạn chỉ cần chỉnh một độ nhạy, xong rồi các bạn kéo cây súng nào thì nó cũng lên đầu. Nhưng mà bây giờ thì nó không thế nữa nha. Bây giờ thì mỗi cây súng ấy thì các bạn sẽ phải chỉnh một cái độ nhạy riêng. Tức là bình thường nhá, cái cây MP40 các bạn kéo là nó sẽ lên đầu ở cái độ nhạy đấy. Nhưng mà cũng cái độ nhạy đấy, nếu như mà các bạn kéo cây MP5 thì chưa chắc nó đã lên đầu đâu nha. Hên xui lắm thì nó sẽ lên đầu, hoặc là khó khăn lắm thì nó mới lên đầu. Tại vì là bây giờ súng nó còn liên quan tới skin nữa ấy, nên là nó không có như ngày xưa. Vậy nên là khi mà các bạn chơi một cái combo súng nào ấy thì các bạn cố gắng chơi một combo thôi, và các bạn chỉnh cái độ nhạy làm sao cho nó chuẩn nhất cho bộ combo súng đấy, và các bạn cứ dùng mình combo súng đấy là được. Ví dụ như là Ska này, hay là MP40 này, hoặc là Ska cộng với lại MP5 này, hoặc là Ska cộng với lại MP04 này. Đấy, nói chung là có nhiều combo mạnh mà. Các bạn cứ cầm vào các bạn kéo, ví dụ như là kéo mà nó không lên đầu thì lại tăng cái độ nhạy lên một tí, xong rồi nó vẫn chưa lên đầu thì lại tăng lên một tí, tăng tới bao giờ mà nó kéo được vào đầu thì thôi. Đấy, thì dừng lại xong rồi sử dụng nguyên cái combo đấy thôi, và bắn mình combo đấy thôi. Bao giờ mà cập nhật OB mới thì, hay là đổi skin mới thì chúng ta mới chỉnh lại độ nhạy, kiểu vậy nha các bạn. Sao anh trai? Sao anh trai? Thanh niên này cũng có vẻ trâu phết đấy các bạn à. Ok, 4 lù man. Tên hay đấy. Nhưng mà mình cũng không hiểu sao cái bạn ấy không chịu bơm máu ra. Đáng ra có rất là nhiều không gian để cho bạn ấy bơm máu mà bạn ấy không thèm bơm máu luôn. Chắc là muốn chơi khô máu với mình, trong khi bình máu của mình thì vẫn đầy, bình máu của bạn ấy còn có tí xíu à. Chúng ta còn tổng cộng là 7 người nha các bạn. Mình sẽ tìm cách nhìn vào bo. Thực ra thì cái bo nó cũng không có xa mình quá đâu. Thôi cứ vào bo trước đi. Và thường thường cái kinh nghiệm mà chạy bo của mình ấy, đó là mình sẽ không bao giờ vào giữa tâm bo nha, và chỉ đi ở mép bo thôi. Những cái ngôi nhà nào mà quá đẹp thì mình cũng sẽ không lên luôn. Tại vì khả năng cực kỳ cao là những cái ngôi nhà đẹp sẽ có người đang chiếm. Trừ khi các bạn muốn săn kill thì các bạn mới lao vào thôi. Nhưng mà người ta đang ở thế thủ, chúng ta đang ở thế công, bao giờ người ta cũng sẽ có lợi thế hơn chúng ta. Trừ khi các bạn tay to hơn người ta. Còn nếu như mà tay các bạn nhỏ hơn thì... Ý, trời ơi. Ok, bạn này có vẻ hơi non các bạn. Mình chạy vào rồi mà bạn ấy bắn mà còn không trúng viên nào luôn. Áo mã thật. Rõ ràng là bạn ấy là người thủ nha. Đấy, lại có mình nữa. Chẳng nhẽ trên này lại có người à. Thôi mà anh, làm gì mà căng thẳng thế. Có cái ngôi nhà mép bo thôi mà mấy bạn này dữ căng ghê. Lầu 2 một người, lầu 3 một người. Ốm thật. Có công đây không? Có vẻ không công rồi. Không chạy bo luôn kìa các bạn. Hình như là bạn ấy chạy ở trên rồi. Ê, 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 ê. Sonia kìa các bạn ơi. Sonia. Sonia này. Cái cách khắc chế nhân vật Sonia thì nhiều bạn kêu là khó, nhưng mà thực ra thì mình thấy khá là dễ mà ta. Cứ thấy người ta hóa Sonia cái là chúng ta đặt keo, chúng ta chạy, thế là xong. 3, 2, 1 cái là lụm kill. Trừ khi là bạn ấy có bộ hồi phục, còn nếu như mà không có bộ hồi phục thì chắc chắn là kill của chúng ta rồi. Như cái thanh niên vừa rồi ấy, là nếu như mà mình mà chạy đi mà bo nó chưa đốt ấy, thì khả năng là bạn ấy sẽ hồi phục dậy được đấy. Nhưng mà đen cho bạn ấy là mình lại đứng ngay đấy. Dính như kìa các bạn ơi. Mình sẽ công lên luôn nha. Nhà này nó cũng dễ công thôi mà. Đây mình thấy rồi. Có lựu ăn mòn luôn. Ghê chưa, ghê chưa. Đấy nhất bạn. Có bao nhiêu lựu, bao nhiêu bom thì các bạn xả hết đi. Lại Sonia nữa. Ghê, ok chạy thôi các bạn ơi. Đấy. Ủa,
Thanh niên ấy lại có bộ hồi phục với các bạn ơi. Bảo sao cái số kill mình nó không hề tăng lên. Mới là hạ gục với các bạn, chưa phải là kill đâu. Thôi cho bạn ấy sống thêm lúc nữa các bạn à. Bạn ấy cũng mất bộ hồi phục rồi. Còn thanh niên này mới ghê này các bạn ơi. Có sọt gắn luôn, từ từ đã. Trong mọi trường hợp giao tranh thì luôn luôn phải ưu tiên bơm máu nha. Đấy, bình máu nó phải đầy, mũ giáp nó phải căng thì mới chơi được. Chứ các bạn đừng có chủ quan là cứ lượn lượn vòng vòng nhìn. Nhiều bạn mình thấy kiểu như là khi mà bắn nhau với địch ấy, có thời gian, có cơ hội nhưng không bao giờ bơm máu đâu. Kiểu như là cứ phải chạy vòng vòng để tìm xem địch ở đâu ấy. Thứ nhất là nó mất thời gian, thứ hai là nó sẽ kiểu như là chúng ta sẽ không có máu, không có giáp để mà chúng ta chơi ấy. À, đây đây, hai thanh niên đang cầu mát với nhau kìa. Rồi, hay. Được các bạn ơi. Nào, giờ tới lượt mình bạn ơi. Ghê. Coi của ai lâu hơn bạn ơi. Rồi sao? Biến được không? À, vẫn còn Sonia các bạn. Ok, nhất bạn. Rồi, giờ thì bạn dùng cái gì đây? Nào. Sao? Sao? Chạy đâu bạn ơi? Thanh niên này yếu lắm rồi các bạn à. Đang bơm máu rồi. Ok, mình sẽ cho bạn ấy cơ hội bơm máu. Đấy, chơi là phải đẹp như thế các bạn. Rồi. Trời. Lụm nha các bạn ơi. Như vậy là bờ nhà nha. Bài thử thách ngày hôm nay của chúng ta thì đến đây cũng hoàn thành rồi. Nếu như mà các bạn mà có bất kỳ thử thách gì thì các bạn cứ comment xuống bên dưới cho mình nha. Còn bây giờ thì mình sẽ đi tổng kết và trao giải cho mini game thứ 7 tuần trước nha. Ok, đầu tiên chúng ta sẽ đến với kết quả xổ số miền Bắc trước nha các bạn. Và kết quả xổ số miền Bắc là hai số cuối, là 28 nha. Ok, bây giờ thì mình sẽ đi tìm xem ai sẽ là người may mắn trúng giải nào. Ok, đây rồi các bạn ơi, mình đã tìm thấy một bạn comment là số 27 rồi. Có một bạn comment là số 28, nhưng mà cái comment đấy chỉnh sửa nên là mình sẽ không tính nhá. Có một bạn comment 27 và hai bạn comment số 29, thì mình sẽ chọn bạn comment nhanh nhất, đó là bạn số 27 này. Vậy nên là xin chúc mừng bạn nhá. Nếu như mà bạn mà có xem một clip này thì vui lòng nhắn tin qua Facebook cá nhân của mình để nhận giải nha bạn ơi. Ok, mình sẽ để lại một phần bình luận để cho bạn ấy biết. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần đi chọn ra 3 bạn may mắn để tặng cho mỗi bạn 200k nữa. Đây là cái trang mà mình hay sử dụng nha. Bạn nào mà thích thì có thể dùng cái trang này nhá. Chỉnh nhanh thế. Cái này chắc là trả lời cái comment mà cái bạn mà sửa 28 á các bạn. Lại là một comment không liên quan tới mini game. Cái này thì mình có nói trong clip vừa rồi rồi nha. Một bạn. Bây giờ mới thấy nhưng bạn này lại trả lời sai. Ôi là trời. Đây rồi, cuối cùng cũng đã tìm ra được người đầu tiên rồi các bạn. Thế luôn, hôm nay là cái hôm mà đầu tiên mà đi random comment mà nó random ra 3 cái comment không liên quan tới mini game luôn đấy các bạn. Đây, ok, một bạn nữa này. Ngày trước thì mình sử dụng cái trang khác, mình random thì nó chọn được lọc comment đấy. Nhưng mà cái trang đấy nó nhiều quảng cáo quá nên đâm ra bây giờ mình chuyển qua cái trang này mình xài. Cái trang này thì nó không có cái phần gọi là lọc comment, nhưng được cái là nó sẽ không có quảng cáo, dùng nó cũng sướng hơn. Đây, ok. Một bạn có tên là Nam Trần Văn. Đây cũng là bạn cuối cùng trúng mini game. Bạn ấy đã từng trúng hụt một lần, nhưng mà lần này thì trúng rồi nhá. Chúc mừng em nhá. Phần quà mini game thì sẽ được mình trao trong vòng tối nay và ngày mai nhá. Và nếu như mà các bạn có bất kỳ băn khoăn hay là thắc mắc hay là bất kỳ vấn đề gì mà liên quan tới mua ả cái trong shop của mình thì các bạn cứ nhắn tin qua Facebook cá nhân cho mình. Thì link Facebook cá nhân và link shop thì đều có ở phần mô tả của bất kỳ video này nha các bạn. Rồi, thì bây giờ mình xin phép kết thúc clip ở đây nha. Cảm ơn các bạn đã xem video và chúc các bạn có một ngày thật tốt lành. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Bye bye.